Đố các bạn biết trên thế gian này khoảng cách nào là lớn nhất? Đó không phải là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia, cũng không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia, cũng không phải là khoảng cách từ châu lục này đến châu lục kia, mà đó chính là khoảng cách của một vòng trái đất. Một vòng trái đất, đó là khi mà người ta ngồi bên nhau nhưng không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì. Và sau đây xin mời cùng các vị cùng hòa mình vào các một vòng trái đất. Anh ngồi đây.